Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục đi quay mai vàng, mai tàng nguyên thủy cho anh chị mình giao lưu ha. Thì hôm nay quay nội dung có hai mệnh giá ha anh em. Điện thoại em sẽ nhờ chủ vườn để tư vấn cho anh em mình, rồi giá cả, chiều cao, kích thước thì em sẽ báo cho anh em mình để anh em mình liên hệ bên chủ vườn ha. Anh em mình coi cây thì em sẽ báo chi tiết kích thước, anh em mình coi mình ưng ý thì anh em mình cứ liên hệ số điện thoại trên cái tiêu đề dùm em. Ở đây là anh chủ vườn ha. Thì chào anh em, tao đổi vô luôn ha. Dạ, thì hôm nay em có lên lô mai tàng cho cả nhà mình xem thêm tham khảo. Thì cứ ưng thì cứ alo cho em, có số điện thoại là 0333 400 239, đó cũng là số Zalo của em luôn. Thì hôm nay em có khuyến mãi cho cả nhà mình luôn, thì cả nhà mình mua một cây mai tàng em sẽ tặng cho một cây mai ghép nhỏ luôn. Là mua cây nào cũng vậy ha? Dạ đúng rồi, mua cây nào cũng vậy luôn. Thì cứ cả nhà mình lấy số lượng lớn 10 cây mai tàng thì em dẫn tặng cho cả nhà một cây mai tàng luôn. À, 10 cây mai tàng thì sẽ được tặng thêm một cây mai tàng. Còn mà mình mua một cây mai tàng bình thường thì mình sẽ được tặng một cây, đó là Phú Tân hả? Dạ Phú Tân. Tặng một cây dảo Phú Tân cho anh em mình về chơi mini luôn ha. Được khuyến mãi. Rồi mình vô cái lô nào trước, giá tiền lô nhỏ trước ha. Dạ lô nhỏ trước. Rồi, đo kích thước luôn, để cây ngoài rồi đo kích thước nha. Số lượng bên vườn mình được khoảng bao nhiêu cây ha? Dạ tầm 1000 cây anh. À 1000 cây, hai loại luôn hay là một loại? Hai loại ạ. Hai loại 1000 cây. Dạ. Đây. Cây đầu tiên thì nó hoành tầm 15 nha. 15. Rồi, đó chiều cao em luôn. Nó đều hoành không thấy anh? Dạ nó đều đều với nhau vậy. Rồi. Chiều cao nó tầm khoảng 1m3 nha cả nhà. 1m3, mình lấy trung bình khoảng mét mấy đến mét mấy? Dạ trung bình thì từ 1m1 tới 1m3. 1m1 đến 1m3 ha. Dạ. Hoành trung bình từ nhiêu? Dạ từ 14 tới 16. Hoành trung bình từ 14 đến 16, chiều cao trung bình 1m1 cho đến 1m3. Dạ. Giá tiền nó bao nhiêu một cây ha? Cái này thì để cho cả nhà 500.000 một cây. 500.000 một cây. Giá này là bao gồm phí ship, phí vận chuyển hết luôn rồi phải không? Dạ đúng rồi. Và 500.000 thì mình được tặng thêm một cây Phú Tân. Phú Tân nó cũng trị giá khoảng 450 ha. Như cái cây nó còn 450 thôi, giống như bao ship. Bông, mặt bông nó mình bao cho khách hàng là bao nhiêu cánh đến dạ, bao nhiêu cánh? Từ 6 tới 12 cánh. Từ 6 đến 12 cánh ha. Rồi mình bao thì sau này nếu mà còn giữ quá đơn mua hàng lại mình giữ ha. Tại sau này tại bông hoa bây giờ mình bán thì nó hơi bị lỗ cho mình tí. Rồi mình tới Tết mới thấy bông. Dạ dạ. Rồi cây này nó vô chậu nay là khoảng được bao lâu ha? Cây tầm khoảng 6 tháng nè. Vô chậu từ tới trước Tết ha. Dạ. Vô chậu hồi trước Tết. Trước Tết tới nay là 6 tháng. Rồi, hàng này em gửi cho cả nhà, làm để nguyên cái chậu đem gửi cho cả nhà luôn. Cả nhà khỏi sợ bị hư hao rễ gì hết. Chậu lúc ra hôm nay quay cho người ta thì người ta thấy cũng vô chậu này rất là nhiều ha. Chậu này chậu tới chậu C16 là nha anh em, cái chậu rất là to luôn ha. Thì anh em mình mua cái cây này về, anh em mình có thể là để nguyên cái chậu này, anh em mình chăm sóc luôn cũng được ha. Nhưng mà vận chuyển thì nhiều khi người ta bó bầu lại, về anh em mình nhận hàng xong, anh em mình kiểm tra xong, anh em mình sẽ dùng tay anh em mình nhét cho phân nó cứng lại, rồi anh em mình thêm một mớ phân nữa ha, để lên trên lớp mặt cho nó ngon. Rồi cây này cái xương cành em thấy nó cũng khá là dày nha anh em. Mai tàng thì chủ yếu là cái bộ tàng của mình thôi, cái xương cành của nó nè rất là nhiều, dày dày ha. Cái cốt này rất là to luôn. Mai tàng thì nó sẽ giá nó sẽ không có chênh lệch nhiều đâu anh em, nó không có chênh lệch giống như mai cái hàng hoi gốc đẹp đâu. Đa số mai tàng thì người ta sẽ không có chú ý tới cái đường cái gốc ha. Ít có chú ý thì những cái hàng đẹp, hàng 2-3 triệu người ta mới chú ý tới cái gốc. Còn cái hàng thường này thì nói chung là chủ yếu là cái tàng mình như thế nào, cái tàng xương cành nhiều, dày, lớn gốc, lớn cốt là được. Tại mai tàng thì đa số là sẽ chơi cái tàng lớn và chơi bông nữa thôi, bông nó nở gộ thì nó thấy nguyên cây bông thôi chứ không phải nó giống như những cái hàng mai ghép, hàng bonsai thì mình phải chú ý tới gốc thân đế đẹp, đồ cành đúng size ha. Mai tàng này thì chủ yếu là cái tàng nó lớn. Nhưng mấy cái mình đây tàng lớn ghê nè. Cái đường kính tàng anh đo giùm em cái này, cái đường kính cái xương cành, em thấy cái xương cành cái lô này nó rất là to. Đường kính khoảng 1m1 à. Đường kính khoảng 1m1 ha. Mình lấy trung bình mấy cái kia chắc cũng khoảng 7 tấc 8 tấc, lấy 8 tấc đến 1m1 đi ha. Dạ 8 cho 1m1. 8 tới 1m1. Từ 8 tấc cho đến 1m1 ha. Thì anh em mình á mua quay cho anh em mình xem vậy thôi, nhưng mà khi mà anh em mình mua hàng đó, anh em mình cần biết cái cây của mình chính xác nó như thế nào thì mình cứ liên hệ hoặc là mình điện thoại Zalo, điện thoại thấy hình á thì nhà vườn người ta sẽ ra gọi cho anh em mình thấy cây ha, để anh em mình chốt, thấy cây nào anh em mình ưng thì mình sẽ chốt. Chọn chủ yếu quay cho anh em mình là quay báo kích thước để anh em mình mường tượng ngay kích thước nó như thế nào. Rồi mình qua cái lô lớn luôn ha. Dạ lô lớn này. Lô lớn bên này ha. Dạ. Giá bao nhiêu tiền một cây ha? Dạ cái này 800.000 một cây. 800.000 một cây. Rồi anh đo cành kích thước giùm em luôn. Dạ. Anh đo anh cứ đọc thôi, đọc phỏng cho em thôi. Cây này khoảng 17. 17 mình lấy trung bình khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu? Tầm từ 16 tới 18. 16 đến 18, hồi sớm là cái lô kia là 10 13 14 14 tới 16. 14 cái lô nãy à.
À 14 đến 16. Lô này là nãy 14 đến 16 nha, hồi nãy em báo có lô 10 mấy ta. Thì 14 tới 16 nha anh ạ. Quanh lô nhỏ là 14 đến 16, còn cái lô lớn này là 16 đổ lên, 16 17 18. Đo chiều cao em luôn. Chiều cao cũng tầm từ 1m1 tới 1m3 m4. Từ 1m1 đến 1m4. Hai cái chạng cây 400.000, cây này nhiêu tiền? Dạ 800.000. Cây cây 500.000 và cây 800.000 thì nó chỉ chênh lệch với nhau là cái khung xương tàn thôi ha, còn về hoành gốc thì nó bự hơn từ 16 đến 18, nó hơn cái kia là từ 14 đến 16 ha. Còn chiều cao thì nó cũng trung bình giống như nhau, mà từ 1m1 cho đến 1m4 ha. Cái chiều cao của khung tàn thì đa số là nó sẽ na ná như nhau, còn ở đây đo cái khung xương, xương nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như bên kia nó được 100 nhánh, bên đây nó phải là 150 đến 200 nhánh. Nó nghe tầm khoảng 1 mét. 1 mét đến mét mấy? Mét mét đến mét 2. Mét đến mét 2. Nhỏ hơn kia không? Đâu nãy chỉ có 8 tấc hả? Nãy 8 tấc đến mét 1. Đó, đó anh đọc là đọc, ví dụ như cái cây này rồi anh đo cái cây kế bên nữa, anh sẽ trung bình nó ra được một cây bự và một cây nhỏ, chứ còn anh đo một cái rồi anh giật xuống anh sợ nó anh báo cho anh lỗ á. Tại cái cây đó anh thấy mua mua 3m3 m4 hết rồi mà. Thì 1 mét. Vậy báo trung bình 1 mét cho đến 1m3 mới đúng. Chứ anh báo anh giật xuống cái là cái cây anh nhỏ xíu luôn á. Cây anh cây to mà. Đây xương cành nó rất là nhiều nha anh em. Nó dày xương với cái màu màu lá nè anh em thấy không? Nuôi cây nó sung, cái màu lá nó xanh đen kịnh nè. Với cái xương cành nó nhiều, mai tàn thì chủ yếu là xương cành thôi ha, cái xương nó nhiều, nó nhiều muốn gấp đôi cái bên cây bên kia luôn á nè ha. Thì tùy theo cái giá trị, một bên là 500, một bên là 800, nó chênh lệch cái giá tiền là 300.000 thì cái cây của mình cũng sẽ chênh lệch 300.000 ha. Để nhiều khi anh em mình gửi ra cái anh em mình nói là tôi mua cây 800 mà lấy cái cây 500 nó gửi nha, không phải đâu anh em. Nhiều khi anh em mình không có hai cây anh em mình so, anh em mình sẽ không có biết được cái cây của mình cái xương nó bự nó nhiều cỡ nào. À, có thể là anh em mình sẽ mua hai cây thì anh em mình sẽ thấy về thấy nó rõ rệt hơn. Còn đây người ta quay lên hai loại giá thì quay loại nào người ta bán loại đó cho anh em mình thôi ha. Xương chưa hết là năm mới nay là mới có nửa năm anh em, mà cái vàng xương này nó rất là dày rồi. À, giờ anh em mình chăm tới Tết nữa nó già nó còn mập lên nữa. Lúc gà bán đầu năm là nhà vườn ta cũng hơi bị thiệt. À, tại vì ta đã chuẩn bị mới cái đầu năm mới đi có cây 2, cây 3 ha. Cái khung xương nó mới bắt đầu trổ ra mà bắt đầu người ta bán thì người ta quay cái kích thước nó cũng hơi nhỏ. Chứ cái này mà xả thêm cỡ hai cây nữa là nó ra mét rưỡi hết. Mấy cái xương tàn bự ghê không? Đây dài khoảng 1.000 cây, còn bên đó nữa nha anh em. Nó nguyên một cái clip bên đó rất là dài bên đó luôn nha. Đây ta để trong đây nè. Xương cành nè, gốc gác nè. Tất cả đều cái chậu này cũng bằng với chậu kia luôn ha anh. Dạ đúng rồi. À, cũng vô một cái lô chậu luôn nha anh em. Nhưng mà ở đây vô một lô chậu nhưng mà ta tiễn ra thành hai luống ha. Một luống là 500, một luống là 800, thì nói chung là cái cây 500 thì nó sẽ không bao giờ nó bằng được cây 800 rồi, cái đó là chuyện đương nhiên nha. Nhiều à, 500.000 và 800.000 thì nó dạ. Cũng là tặng và giao lưu giống nhau luôn hả? Dạ đúng rồi, giao vẫn lưu. Là bao ship. Dạ. Một cây vẫn là bao ship, rồi tặng thì một cây nhỏ. Dạ đúng rồi. Còn 10 cây thì tặng thì một cây lớn luôn. Dạ. À, vậy là mua 10 tặng 11 phải không? Dạ đúng rồi. Mua 10 tặng 11 nha anh em. À, tại vì mình mua một cây nhỏ là mình được tặng một cây mai tàn, là mình được tặng một cây mai nhỏ, mà 10 cây được tặng 10 cây nhỏ rồi. Chứ cộng thêm được tặng thêm một cây bự nó là 10 tặng 11. Giá này rất là dễ chơi ha, mua 10 tặng 11. Rồi số lượng bên vườn mình nãy anh báo là 1.000 cây phải không? Dạ. Anh em nào mà có lấy số lượng nhiều liên hệ với anh thì nó sẽ có giá tốt hơn phải không? Dạ. Nếu mà anh em lấy số lượng lớn mà từ Đồng Nai, Bình Dương trở về tới Cà Mau là em có xe tải nhà chuyển cho mình trong ngày luôn. Ừ, số lượng nhiều ha. Dạ. Xe tải nhà giao cho anh em mình thì nó sẽ đỡ tốn chi phí hơn, hiện nhà vườn bên đây người ta sẽ bớt tiền xuống tiền cây xuống ha. À, ví dụ như anh ta lấy số lượng nhiều ta dạ, xuống tại rồi. Vườn thì mình giao xe thì mình đỡ tốn được cái chi phí là đóng hàng vận chuyển rồi nè. Dạ. Thì mình sẽ bớt thẳng tiền đó vô cái tiền cây cho anh em mình cho nó dễ chịu một tí ha. Dạ. Rồi mình còn gì giao lưu với anh em đang xem không? Dạ em hết rồi, còn lô mai tàn hết. À, rồi hai lô mai tàn ha, thì anh em dạ. Mình mua ủng hộ chủ vườn thì anh em mình liên hệ số điện thoại lên cái tiêu đề giùm em mọi chi tiết ha. Còn mình muốn mua cây thì mình một là điện thoại vô thì kêu người ta lựa cây cho anh em, còn không thì cứ kết bạn Zalo để mình gọi xem cây trực tiếp ha. Và cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm lần nữa ha.